Xin được gửi lời chào trân trọng đến với khán thính giả của trang Văn hóa và Đời sống. Chúc quý vị và các bạn luôn sức khỏe và thành công. Câu chuyện văn hóa số này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự Ngày sách Việt Nam tại Quảng Trị vì một xã hội học tập. Tiếp đó quý vị và các bạn sẽ đến với tạp chí Cửa Việt số 295 phát hành vào tháng 4 năm 2019. Ấn phẩm với nhiều bài viết về văn hóa, văn học nghệ thuật cùng những sáng tác mới của văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Phần cuối là lời quá khứ, trước hết như thường lệ là tin văn hóa nổi bật trong thời gian qua. Ngày sách Việt Nam 2019 tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 4 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày giới thiệu sách, tổ chức các buổi giao lưu tọa đàm, trao đổi về sách, tặng sách cho các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngày sách năm nay có hoạt động giới thiệu sách công nghệ thực tế A4.0. Việc tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị là một trong những giải pháp hướng tới việc nâng cao giá trị nhận thức, phát triển tư duy, hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức người dân về văn hóa đọc. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 và tuyên dương khen thưởng các đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014-2018. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của phong trào với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nhiều nguồn lực đã được huy động để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, thể dục, xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Qua đó, phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có gần 91% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, gần 94% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao cờ thi đua cho 44 làng, bản, khu phố, cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2014-2018. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 nhằm thúc đẩy và duy trì văn hóa đọc sách trong cộng đồng. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2019 nhằm mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa của Ngày sách theo chủ đề Vì một xã hội học tập. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau đây. Ngày sách Việt Nam tại Quảng Trị năm nay diễn ra nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu, quảng bá, bán sách giảm giá của các đơn vị nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong và ngoài tỉnh, thư viện tỉnh, sân chơi về sách, tặng sách cho nhiều đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, giới thiệu về sách thực tế 4.0. Trong đó phải kể đến hoạt động mini game thử thách ra thế giới và giao lưu tiếng Anh đồng hành ra thế giới, do công ty trách nhiệm hữu hạn Thiền Nhân Văn tổ chức và nhiều hoạt động ý nghĩa khác của Ngày sách Việt Nam. Ngày sách Việt Nam tại Quảng Trị năm nay đã thu hút hàng nghìn lượt bạn trẻ đến tham gia và mua sách. Tại đây, độc giả yêu sách có thể thoải mái lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích, đa dạng cả về hình thức lẫn thể loại. Hàng nghìn đầu sách của các tác giả Việt Nam và các tác giả nước ngoài sẽ thỏa mãn đam mê của độc giả. Mặc dù lần đầu tiên được ban tổ chức mời tham gia chương trình Ngày sách Việt Nam tại Quảng Trị, nhưng với sự cầu thị, với cái sự tâm huyết của mình, tôi đã dành rất nhiều thời gian cho cái sự ra mắt lần đầu tiên này. Đó là trong gần một tháng trời, chúng tôi phải chuẩn bị 75 đầu sách phù hợp với cái concept của chúng tôi, đấy là cùng học sinh sinh viên Quảng Trị ra thế giới. Ngày hội sách Quảng Trị được tổ chức ngày hôm nay thì là một cái ngày rất là ý nghĩa. Bởi vì thông qua đây thì bọn em đã được giới thiệu được rất là nhiều đầu sách mà có ý nghĩa. Và cái sách cũng là một cái điều rất là quan trọng và nó là một điều gọi là kỳ diệu nhất của loài người. Em nhớ có một câu nói là một dân tộc không đọc sách là một dân tộc không có tương lai. Cho nên là việc đọc sách là một cái việc rất là quan trọng đối với mỗi người, bởi vì nó không chỉ cung cấp tri thức cho mình, nó không chỉ là có chức năng giải trí mà nó còn có thể là bồi đắp thêm về tinh thần cũng như là tâm hồn của mỗi con người.
Một điều đặc biệt của ngày sách Việt Nam tại Quảng Trị năm nay đó là buổi nói chuyện về chuyên đề xem phim đọc sách thời 4.0 của diễn giả nhà báo Bùi Dũng đến từ thủ đô Hà Nội. Trong thời đại sách giấy truyền thống không còn được quan tâm như trước, thì sách thực tế ảo 4.0 là một cứu cánh để duy trì được văn hóa đọc trong cộng đồng. Với sách thực tế ảo 4.0 thì hình ảnh không chỉ hiện thị trong không gian 3 chiều trên màn hình điện thoại thông minh mà nó còn di chuyển được nữa, sẽ là điểm cuốn hút độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ trong thời đại mà con người đều làm việc với công nghệ 4.0. Thì năm nay là chúng tôi lần đầu tiên đưa vào giới thiệu một cái chương trình là giới thiệu về sách thực tế ảo, có chủ đề là đọc sách xem phim thời 4.0 đó. Thì với cái loại sách này đó thì cái tích hợp nó nhiều và cái nội dung nó được thể hiện trong sách đó, nó phong phú hơn đó. Thì nói như nhà thơ Chế Lân Viên là có câu là phải làm sao mà vực sự sống 3 chiều lên cái trang thơ hai mặt phẳng, thì với sách thực tế ảo chúng ta có thể nói rằng là đã vực được cái sự sống 3 chiều lên cái trang sách hai mặt phẳng. Nó rất là thú vị và nó thu hút người ta tăng cường đọc sách. Những cuộc giao lưu gặp gỡ, tác giả, tác phẩm, những cuộc thi kể truyền hay qua sách, hay triển lãm trưng bày, bộ sưu tập sách quý, tất cả những hoạt động đó tại Ngày Sách Việt Nam Quảng Trị đều không ngoài mục tiêu đưa độc giả đến gần với sách hơn, bởi sách đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Sách là chiếc chìa khóa vạn năng, mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết sống và biết hy sinh. Sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi người, bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống và người đi trước đã kiểm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Tôi thấy cái ngày hội đọc sách mà hàng năm mình tổ chức thì đây là một cái sân chơi rất có ý nghĩa, giúp cho không những giúp cho toàn xã hội mà đặc biệt là các em học sinh thì có một cái nơi để tìm hiểu, đọc, trau dồi vốn kiến thức của mình. Và đặc biệt là nâng cao cái kỹ năng tham gia các cái hoạt động trong xã hội, và sách là những cái người bạn để cho học sinh phát triển nhân cách của mình. Ngày sách Việt Nam mỗi năm chỉ có một lần, nhưng truyền thống văn hóa đọc, thói quen đọc sách thì cần được duy trì và cần được gìn giữ mỗi ngày trong mỗi gia đình, để rồi sẽ có thêm nhiều điều tự tế bước ra từ mỗi trang sách để đến với cuộc sống rộng lớn bên ngoài. Việc tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại Quảng Trị là một trong những giải pháp hướng tới việc nâng cao giá trị nhận thức, phát triển tư duy, hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người, qua đó góp phần thay đổi nhận thức người dân về văn hóa đọc và nâng cao ý thức vì một xã hội học tập. Tạp chí Cửa Việt số 295 phát hành tháng 4 năm 2019 là ấn phẩm với nhiều bài viết về văn hóa, văn học nghệ thuật cùng những sáng tác mới của các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. Bút ký Nụ Cười Quảng Trị của nhà văn Chu Lai là hồi ức về những cô gái Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ. Giữa tàn khốc của chiến tranh, các cô vẫn lạc quan vượng vàng ý chí và nụ cười ấy vẫn rạng ngời đến mãi hôm nay. Ngược đỉnh voi mẹp, ghi chép du ký của Phan Tân Lâm dẫn người đọc tham quan cùng tìm hiểu những thú vị mà thiên nhiên ban tặng cho ngọn núi cao nhất trong dải Trường Sơn chạy qua Quảng Trị. Với độ cao gần 1.800 m, voi mẹp là nơi khởi nguồn của 4 con sông lớn là Thạch Hãn, Hiểu Giang, Bến Hải và Sê Băng Hiêng. Truyền ngắn Đèo Yêu của Nguyễn Ngọc Lời viết về chuyện tình yêu của những người lính làm nhiệm vụ ở đèo Pu Hắc. Những oái âm sinh tử như diệu cờ sổ phần, cả những oái âm trong yêu đương cuộc đầy tiếc nuối. Truyền đậm chất anh hùng ca và sự lãng mạn thời chiến được tác giả kể tự nhiên cuốn hút để lại những bồi hồi xúc động. Con mèo trung thành, truyền ngắn của Nguyễn Văn Học viết trực diện về đề tài chống tham nhũng và những suy thoái trong đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ hiện nay. Trang thơ hướng về ngày thống nhất đất nước và dỗ tổ Hùng Vương có các bài Nàng Tháng Tư của Lê Anh Phong, Tiếng Trống Đồng Trên Biển của Trung Tiến Lực, Nghĩ Về Hạt Thóc của Nguyễn Hải Yến,
các tác giả sáng tác thơ mới có nhiều tìm tòi thể nghiệm như Nguyễn Bồi Nhiên với Chủ nhật đào hoa và Tình khúc gửi là. Chuyên mục Văn hóa thời đại có bài Sự ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa trong tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn đương đại của tác giả Bùi Như Hải. Bài viết khai quát khá toàn diện bức tranh nông thôn trong văn chương Việt Nam sau đổi mới với những phân tích lý giải hiện thực, đời sống phong phú. Chuyên mục Người vợ đất quê hương có bài Nhiệm vụ đặc biệt của tác giả Lê Văn Thê. Bài viết kể lại chuyện thì đồi hồ xá trong chiến tranh, nhận nhiệm vụ đưa hai chiếc thuyền cùng các chiến sĩ giỏi bơi lội ra chi viện cho huyện Lệ Thủy để chợ đá, xây lò, nổ vôi, khử chua đồng ruộng. Linh Quang Từ, hành trình khuất khúc của một ngôi chùa làng. Bài khảo cứu của Yến Thọ về ngôi chùa cổ làng Tiền Kiên trong khu vực Gành Phụ. Qua những thăng trầm lịch sử, vai trò ngôi chùa Linh Quang cũng như cách thờ phụng và ý niệm tín ngưỡng tôn giáo có những thay đổi khuất khúc kỳ lạ. Số báo còn nhiều bài viết về đời sống văn hóa văn học nghệ thuật cùng các sáng tác của các tác giả trong và ngoài tỉnh như Hoài Quang Phương, Yên Mã Sơn, Nguyễn Văn Dùng, Phạm Xuân Dũng, Thùy Như, v.v. Mời quý vị và các bạn tìm đọc tạp chí Cự Việt số 295 phát hành tháng 4 năm 2019. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lời Quá Khứ. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, Bảo tàng Quảng Trị xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nhóm hiện vật là cây nhiệt đới, một trong những thiết bị chiến tranh hiện đại và tinh vi mà đế quốc Mỹ đã sử dụng tại chiến tranh Việt Nam nhằm cắt đứt sự chi viện của hậu phương miền Bắc dành cho chiến trường miền Nam. Cây nhiệt đới là một trong những dụng cụ điện tử từ đồng hiện đại mà 47 nhà khoa học quân sự Mỹ dày công nghiên cứu và chế tạo, nhằm mục đích thu các tiếng đồng của con người, xe cơ giới của đối phương, sau đó truyền về trung tâm xử lý và điều máy bay đến ném bom. Chính vì vậy, dọc tuyến hàng rào điện tử McNamara từ cửa Việt lên đến biên giới Việt-Lào, đế quốc Mỹ đã cài, thả các loại máy điện tử tự động trong một trục ngang khoảng 30 km dài đặc nhằm bảo vệ an toàn cho miền Nam Việt Nam. Đồng thời, nhân chóng phát hiện được sự chi viện, tiếp viện và tấn công của quân giải phóng vào chiến trường miền Nam. Cấu tạo cây nhiệt đới gồm 3 phần chính: chân đế, thân, đầu anten. Chân được đúc nhọn đủ để cắm vào lòng đất. Phần thân bên trong cấu tạo gồm một bình ắc quy thủy ngân vĩnh cửu nối liền với hệ thống con sò IC qua màng dây điện lên trời là anten. Bên ngoài là 4 chiếc kính hình chữ nhật, mặt lõm gấp được. Khi ném ra khỏi máy bay thì 4 kính xòe ra, vừa có tác dụng tạo lực xoáy chính xác đến điểm cần thả, đồng thời 4 kính giữ cho anten được nằm trên mặt đất như các loài cây rừng. Phần đầu là hệ thống anten được đúc bằng một loại nhựa tổng hợp dẻo, lấy dây điện chạy bên trong. Anten có một râu chính và có 4 đến 8 râu phụ như các cành cây. Ban đầu, do thiếu kinh nghiệm xử lý các loại hình máy tự động, vì vậy quân giải phóng không tránh khỏi những tổn thất đáng tiếc. Tuy nhiên, với tinh thần, ý chí chiến đấu của người cộng sản, tất cả vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, tuyến phòng thủ tối tân hiện đại nhất là hàng rào điện tử McNamara của đế quốc Mỹ ngụy bị quân giải phóng vô hiệu hóa hoàn toàn. Chiến công góp phần rất lớn vào công cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam, thống nhất Tổ quốc. Những hiện vật chiến tranh như cây nhiệt đới là minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc chiến tranh tại Việt Nam, nhưng nó cũng thể hiện cho sự thông minh, kiên trì, gan dạ của đồng bào ta, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tất cả vì sự độc lập, tự do của Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trong văn hóa và đời sống kỳ này của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên trang web quangtritv.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.